Hello, xin chào các bạn. Thật tuyệt vời vì trình biên tập video của Canva đã được nâng cấp và chúng ta có thể sử dụng nhiều tính năng tiện lợi và dễ dàng để tạo nên các video yêu thích. Ngay sau đây hãy cùng mình khám phá 19 tip giúp bạn edit video trên Canva siêu nhanh, siêu đơn giản nhé. Để tải nhanh video lên Canva thì bạn vào phần nội dung tải lên, chọn mục video, sau đó mở folder chứa file video và kéo video từ folder thả vào mục video của Canva thì tự khắc file video của bạn sẽ được tải lên rất nhanh chóng. Khi bạn chọn một video để đưa vào thiết kế thì bạn có thể chỉnh lại kích cỡ của video cho to nhỏ như tùy chỉnh một bức ảnh. Khi bạn kích vào video sẽ hiển thị tùy chỉnh xén trên thanh công cụ. Bạn chọn nút xén sẽ hiện lên khung cắt. Bạn điều chỉnh khung này để cắt video như đối với ảnh chúng ta hay làm trên điện thoại. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ dài thời gian của video bằng nút cắt hình chiếc kéo ở trên thanh công cụ. Di chuyển thanh hiển thị thời gian để loại bỏ những đoạn video thừa. Hoặc cách thứ hai là điều chỉnh trên đường timeline ở bên dưới của video. Đây là trường hợp video là một thành phần của trang. Còn trường hợp bạn tạo trang bằng video và ảnh thì như thế nào? Rất đơn giản, bạn chỉ cần kéo thả video từ nguồn bên tay trái vào phần timeline thì tự động video sẽ trở thành một trang mới. Với ảnh bạn cũng áp dụng kéo thả tương tự để có những trang mới cho video. Trên đường timeline, ở giữa hai trang bạn sẽ thấy một dấu cộng. Khi bấm vào đây sẽ hiện lên một hình mũi tên tam giác là biểu tượng của hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn click vào sẽ ra 4 loại hiệu ứng chuyển tiếp cho trang, gồm có biến mất, trượt, vòng tròn mở ra hoặc là dòng kẻ mở ra. Khi chọn vào một hiệu ứng rồi, bạn có thể tùy chỉnh thời gian của hiệu ứng kéo dài trong bao nhiêu giây và cả hướng di chuyển của hiệu ứng đó. Tại phần ảnh, bạn tìm từ khóa là màu đen. Chọn một bức ảnh đen và đưa vào trang. Thêm hiệu ứng chuyển tiếp cho trang này là biến mất. Tùy chỉnh thời gian tăng lên. Và bây giờ mình sẽ thêm một văn bản vào trang này bằng cách bấm phím T trên bàn phím thì sẽ tự hiện lên đoạn văn bản để bạn có thể viết chữ vào. Và bạn cho chạy thử đoạn video để kiểm tra hiệu ứng. Để tạo hiệu ứng chuyển động cho chữ, bạn chọn chữ rồi bấm vào dấu 3 chấm trên thanh công cụ. Chọn hình động, sẽ cho ra hơn 15 hiệu ứng chữ. Bạn di chuột vào từng hiệu ứng để xem kiểu hiệu ứng diễn ra. Bấm phím R để tạo một hình chữ nhật thì hình này được coi là một thành phần của trang. Khi bạn chọn chế độ một thành phần nào đó trong trang thì trên thanh công cụ sẽ xuất hiện nút hình động. Bạn bấm vào đó để xem các hiệu ứng hoạt ảnh cho thành phần đó.
Khi muốn đưa các thành phần đồ họa vào video, bạn thường tìm kiếm trong mục thành phần. Thì hãy nhớ dùng thêm bộ lọc để có thể tìm kiếm nhanh và hiệu quả nhất. Bạn có thể lọc theo các tiêu chí như màu sắc, hướng dọc, ngang hay là không có, hoạt ảnh, tĩnh hay động, và đó là thành phần có trả phí hay không. Và bấm áp dụng bộ lọc thì sẽ ra những thành phần phù hợp nhất với tiêu chí của bạn. Để có thể tạo một sắc thái mới cho video thì bạn có thể chuyển màu như sau. Tạo một hình chữ nhật, kéo để hình chữ nhật này to ra, che hết được khung hình. Sau đó chọn độ trong suốt. Giảm độ trong suốt xuống mức thấp thì bạn sẽ được video có lớp màu mới. Bạn cũng có thể tạo các màu khác nhau bằng cách đổi màu cho lớp phủ hình chữ nhật này. Để tách trang, bạn kích chuột tới đoạn cần tách, rồi click chuột phải và chọn chia tách. Cũng bằng thao tác này, bạn có thể thêm trang, nhân bản hoặc là xóa trang. Tại mục âm thanh của Canva có khá nhiều audio hay và bạn có thể kéo thả một hoặc nhiều audio cùng lúc vào thiết kế video của mình. Đoạn âm thanh sẽ hiển thị trên đường timeline ở bên dưới các trang. Bạn cũng có thể điều chỉnh chuột để cắt giảm thời lượng của các đoạn âm thanh này. Bên dưới timeline, bạn sẽ thấy một biểu tượng của màn hình. Dùng để tùy chỉnh nhanh cho to hoặc thu nhỏ timeline. Bạn có thể phóng lớn timeline khi muốn thiết kế chi tiết trên trang và cho nhỏ lại để nhìn thấy tổng thể. Bạn cũng có thể dùng cách này khi kích chọn vào trang thiết kế hiển thị để phóng to thu nhỏ trang. Tại mục thành phần, bạn kéo xuống để chọn khung. Bấm vào xem tất cả, bạn sẽ thấy rất nhiều loại khung và chúng ta có thể dùng để tạo khung cho video. Ví dụ, mình lấy một khung hình TV đưa vào thiết kế. Và bạn chỉ cần kéo video thả vào khung này là được. Thay màu sắc cho khung bằng cách bấm vào màu sắc trên thanh công cụ. Tại phần mẫu, bạn có thể gõ để tìm kiếm các video intro và outro. Giả sử mình tìm một video intro thì có thể kéo thả vào trang đầu tiên trên timeline. Chỉnh sửa lại chữ và các thành phần, như vậy là bạn đã có một video intro để sử dụng. Với video outro cũng như vậy, bạn có thể kéo timeline đến trang cuối cùng và thả video outro vào để có một đoạn kết thúc ấn tượng với khán giả của mình. Bạn cũng có thể chia sẻ file thiết kế video của mình tới những người trong đội nhóm. Bằng cách bấm vào nút chia sẻ và nhập tên hoặc email của họ vào ô vuông. Hoặc bạn có thể chia sẻ liên kết dưới 3 hình thức là liên kết để chỉnh sửa, dùng làm mẫu hoặc chỉ để xem. Giả sử mình chọn chia sẻ liên kết dùng làm mẫu, rồi chọn sao chép liên kết, mình sẽ thử mở ở một tab khác. Khi người nhận được liên kết này
kích vào sẽ dẫn đến một trang Canva và có thể bấm vào sử dụng mẫu để tùy chỉnh lại thiết kế video này. Tại mục nội dung tải lên, bạn chọn ghi lại chính bạn để ghi âm. Nếu Canva báo là không thể truy cập camera và micro thì bạn hãy đóng cửa sổ này lại. Bạn vào phần địa chỉ trình duyệt, chọn biểu tượng camera và bật cho phép Canva truy cập, bấm nút xong. Vào lại phần ghi lại chính bạn, bạn thấy trên cùng bên phải có các biểu tượng ghi âm, camera và quay màn hình. Bấm vào nút ghi âm, bạn sẽ thấy đầu vào âm thanh hiện ra ở đây. Hiện tại thì mình đang cài đặt Grips là một phần mềm để lọc đọc âm. Còn nếu bạn không cài thì nó sẽ chỉ hiện ra cái ở bên dưới thôi. Nếu bạn ngồi trước camera và quay thì sẽ ghi được khuôn mặt bạn vào đây. Hiện tại thì mình đang tắt tính năng của camera. Còn với phần quay màn hình thì thay vì camera nó sẽ hiện lên màn hình máy tính của bạn. Bạn có thể chọn chia sẻ màn hình, kích vào màn hình, rồi chọn chia sẻ thì bạn sẽ ghi lại được toàn bộ màn hình cùng với các thao tác mà bạn thực hiện ở trên đó. Khi mình bấm nút quay, camera sẽ đếm ngược 3, 2, 1 và bạn có thể bắt đầu ghi âm. Canva sẽ hiển thị thông báo đã ghi âm được bao nhiêu phút tại đây. Khi quay xong, bạn bấm nút xong, chọn lưu và thoát thì video sẽ tự động được lưu ở mục video và hiện lên ở trên phần thiết kế video của bạn. Thì đây chính là đoạn video mà mình vừa lồng tiếng và quay xong. Tùy chọn của bạn thì video này có thể có camera ghi lại khuôn mặt của bạn hoặc là ghi lại màn hình mà bạn đã chọn. Trên Canva có sẵn nhiều đồ họa để làm hình động cho video. Bạn có thể tìm nó tại mục thành phần. Gõ vào ô tìm kiếm với từ khóa là Animated hoặc Sticker. Giả sử mình tìm hình về động vật thì mình sẽ tìm là Animals Animated. Chọn đồ họa thì Canva sẽ trả về kết quả với rất nhiều hình động vật mà đã có chuyển động sẵn. Hoặc bạn có thể thay từ Animated bằng Sticker thì cũng ra các hình động. Bạn hãy nhớ hai từ khóa là Animated và Sticker nhé. Ngoài sử dụng những nguồn tài nguyên có sẵn ở trên Canva thì bạn nên thủ thêm một vài cái nguồn tài nguyên miễn phí khác. Đầu tiên là pixel.com. Trang web này có 478.000 bức ảnh và 83.500 video miễn phí. Bạn chỉ cần gõ từ khóa vào và bấm vào nút kính lúp để tìm kiếm và tải về. Thứ hai là Pixabay, kho tài nguyên phong phú, các thể loại ảnh, đồ họa, video, âm nhạc, hiệu ứng âm thanh. Thứ ba là Videvo.net với hơn 500.000 video và âm thanh miễn phí. Thứ tư là Defo.com, video miễn phí chất lượng 4K. Bạn chỉ cần nhập từ khóa rồi bấm vào ô tìm kiếm sẽ ra hàng loạt video để bạn có thể tải về miễn phí. Và cuối cùng là Qtstockfootage.com, nơi bạn có thể tìm thấy những video hình nền hiệu ứng sâu kêu. Hãy tìm kiếm, tải về và up lên Canva và trải nghiệm trình biên tập video Canva tuyệt vời các bạn nhé! Hy vọng những hướng dẫn vừa rồi sẽ giúp bạn học tập và làm việc hiệu quả hơn trên Canva. Hãy bật nút subscribe kênh và bật vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo!